Xin chào tất cả mọi người, mình là chuyên viên kinh doanh của công ty thiết bị bếp Toàn Phát. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một mô hình bếp Nhật do công ty thiết bị bếp Toàn Phát thi công. Và mời mọi người cùng follow theo mình nha. Và như chúng ta thấy thì đây chính là chiếc bàn làm mát Okinaga và mặt bàn rất là cứng cáp. Những đầu bếp Nhật sẽ chế biến những nguyên liệu của mình và đưa vào đây, đó chính là chiếc tủ dự trữ sushi. Và ở đây chúng ta thấy là có cả một cái chiếc bồn rửa và có hai chiếc bàn làm mát như thế này để hai đầu bếp có thể tương tác với nhau trong quá trình mà chế biến thức ăn. Còn ở đây thì các bạn thấy đây là một chiếc kệ 3 tầng cũng của công ty thiết bị bếp Toàn Phát, dùng để trưng bày những dụng cụ làm bếp chẳng hạn như chén, dĩa. Và đây chính là một chiếc bồn rửa để các đầu bếp có thể sơ chế thức ăn. Và các bạn thấy đây chính là một chiếc tủ bằng inox và ở trên này chính là một chiếc máy BOS để in bill. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá khu bếp bên trong nha. Và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc máy hút chân không. Và sau khi mà các thực phẩm đã được hút chân không thì chúng ta sẽ đưa vào chiếc máy làm mát Okinaga để bảo quản. Và giới thiệu với mọi người, đây là lai bếp nóng. Ở đây đó chính là ở chiếc máy đúc lò hay còn gọi là Salamander. Và bên dưới này đó chính là một chiếc bàn inox. Và các thiết bị inox của công ty thiết bị bếp Toàn Phát đều được làm rất là kỹ lưỡng với trang thiết bị hiện đại, độ thẩm mỹ cao và được khách hàng vô cùng tin dùng. Và đây chính là một chiếc máy chiên nhúng và ở bên trên này đó chính là một chùm hút khói. Như các bạn cũng biết thì đối với những nhà bếp công nghiệp, hệ thống hút khói cực kỳ quan trọng bởi vì tần suất sử dụng rất là cao, rồi dầu mỡ, nhiệt độ trong phòng bếp cũng rất là cao nữa. Chính vì vậy mà công ty thiết bị bếp Toàn Phát cũng rất chú trọng vào điều này, đặc biệt là hệ thống hút khói phải hút tốt nè, rồi độ ồn thấp và đặc biệt là độ bền cao, đem lại sự yên tâm sử dụng đối với khách hàng. Và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc bàn làm mát Okinaga được làm từ inox vô cùng bền và chắc chắn. Nhờ có hệ thống máy nén Emdesco và Danpos cho nên là độ bền và độ làm mát của bàn làm mát Okinaga cực kỳ tốt. Cũng như là ở đây chúng ta có những khay inox này đảm bảo độ vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. Giới thiệu với các bạn, đây là tủ đông nằm, còn đây là tủ đông đứng, dùng để bảo quản những loại thực phẩm sống như là thịt, cá. Và ở đây chúng ta thấy là đang set ở chế độ đó là -17°C. Và giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc lò nướng Unox đến từ Ý. Và chiếc lò nướng này thì có thể chế biến được nhiều những món nướng khác nhau với các chế độ đó là thời gian nè, nhiệt độ, độ ẩm và quạt, cũng như là lưu các chương trình để cho các món ăn của chúng ta được hoàn hảo nhất. Còn đây chính là những chiếc bồn để rửa chén dĩa và đây là những chiếc kệ để đặt chén dĩa sau khi mà đã rửa xong và được sản xuất bởi công ty thiết bị bếp Toàn Phát. Và bên cạnh đây đó chính là một chiếc bếp ga và ở đây như các bạn thấy một cái hệ thống ga. Trong các nhà bếp công nghiệp, hệ thống ga an toàn hết sức quan trọng. Điều này giúp các nhà hàng tránh các nguy cơ về cháy nổ, cũng như giúp sử dụng ga hiệu quả cho nhà hàng. Toàn Phát với chức năng thi công hệ thống ga chuyên nghiệp trên 10 năm cho các tòa nhà, siêu thị, khu công nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn. Cùng với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật cao được đào tạo bài bản, các thiết bị ga được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng của Đức, Ý, Hàn Quốc, giúp đem đến cho khách hàng hệ thống ga an toàn, chất lượng, hiệu quả nhất. Và sau đây, anh Tùng, chuyên viên kỹ thuật của công ty thiết bị bếp Toàn Phát sẽ hướng dẫn khách hàng về cách vận hành hệ thống ga. Đầu tiên khi mà mình vào bước phòng phòng kiểm tra ga, thì đối với kiểm tra ga đầu tiên mình phải thứ nhất là kiểm tra xem khóa, thứ nhất là khóa ga, xem đang ở trạng thái khóa hay là mở. Nếu ở trạng thái khóa thì mình đầu tiên mình sẽ mở hết tất cả các khóa ga và kiểm tra đồng hồ báo xem áp suất ga bao nhiêu ký. Nếu áp suất ga lên đủ số ký mình cài đặt mong muốn thì bắt đầu mình sẽ mở khóa tổng để cho hệ thống ga lên trên bếp và kết thúc tất cả các quá trình vận hành ở dưới kho ga. Sau đây mình sẽ hướng dẫn quy trình mở bếp 5 học. Đầu tiên đây là khóa tổng khu vực ga, mình sẽ mở van khóa tổng. Tiếp đó mình sẽ mở van của hệ thống dây kết nối lên bếp. Tiếp đó mình sẽ mở hệ thống bếp này không có đánh lửa tự động mà phải mồi. Nếu bạn cần tìm một đơn vị nhiều kinh nghiệm thi công nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tư vấn phù hợp thì hãy liên hệ với Toàn Phát tại showroom. Địa chỉ 351/6A, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Hotline 0898389838.